đối thủ của Thái Công, sở hữu chiếc nón 3,5 tỷ, là cựu phi công Việt Nam Airlines, là CEO cùng lúc hai công ty. Phải soi vào nữa, đó mới thấy không? Đó mới thấy được. Đó nghĩa là cái người thợ đan đó, tưởng tượng đan 14 hàng, họ sẽ đeo một cái kính như này. Đó, và họ ngồi, họ cắm đầu xuống 12, 18 đúng rồi, trong suốt 14 tháng. Hiện tại con này là cả thế giới này mình có. Cho nên cái giá của nó là cái giá của sự kiên trì. Kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm. Big Pilot Daddy không còn là cái tên xa lạ với quá nhiều người. Anh là gương mặt hot dần dần trên top dạo gần đây với những clip triệu view, chuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa, đẳng cấp, sang chảnh của giới siêu giàu. Nếu trước đây, Thái Công gây tranh cãi khi giới thiệu cách ăn hột vịt lộn, quý tộc hay nội thất bạc tỷ thì nay, Big Pilot Daddy chính là đối thủ xứng tầm khi khoe chiếc nón có trị giá 3,5 tỷ và nhiều phụ kiện đắt đỏ chỉ dành riêng cho những đại gia sành sỏi hàng hiệu. Trong video review nón cói Panama trị giá bằng cả chiếc siêu xe, anh phải dùng kính lúp mới có thể xem kỹ từng chi tiết, độ tinh xảo của sản phẩm. Nhìn công đoạn này khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh các chuyên gia đang thẩm định những tác phẩm nghệ thuật. Chính vị cựu phi công này cũng tiết lộ các nghệ nhân đã phải làm việc 18 tiếng mỗi ngày, ròng rã suốt 6 đến 8 tháng trời mới hoàn thiện. Những chiếc nón cói đạt chuẩn WPI 50 trở lên như vậy đòi hỏi người làm phải vô cùng tỉ mỉ, có kỹ thuật thủ công cao, làm việc liên tục ít nhất 10 tiếng mỗi ngày, nhìn qua kính lúp để đan cho chính xác, tăng độ khó lên 10 lần. Chưa dừng lại ở đó, lực siết cũng phải rất mạnh và đều để đạt được mật độ trên 50 mối. Chỉ cần không đều tay, lực siết không đủ hay sợi cói bị đứt thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể. Hiện tại anh là người duy nhất tại Việt Nam sở hữu chiếc nón này, có trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng và ở Việt Nam không có chiếc thứ hai. Anh cũng chia sẻ rằng chiếc nón đặc biệt này được sản xuất theo dạng đặt hàng trước từ 6 tháng đến 1 năm cho cuộc bán đấu giá đặc biệt nào đó của giới thượng lưu. Nhìn bề ngoài thì nghĩ chiếc nón này đơn giản nhưng nó có trị giá bằng cả chiếc siêu xe và không phải cứ có tiền là mua được. Anh cũng tiết lộ ở Việt Nam cũng có người chơi cực đỉnh cao, có người sở hữu chiếc nón 100.000 đô la Mỹ rồi, nhưng nhiều chỉ trên một thôi. Còn những người có những cái nón rơi vào khoảng 20.000 đến 30.000 đô la Mỹ cũng đâu đó dưới năm đầu ngón tay. Big Pilot Daddy tên thật là Trần Hải Đông, sinh năm 1987. Anh đặc biệt nổi tiếng với những người mê âu phục cổ điển tại Việt Nam. Anh từng là phi công của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines với 10 năm kinh nghiệm và hơn 8.000 giờ bay tích lũy, nhà quản lý hàng không, chuyên gia về hàng không chung. Hiện tại, anh đang là giám đốc điều hành hai công ty thời trang chuyên cung cấp mặt hàng cao cấp và một công ty cung cấp dịch vụ bay chuyên cơ. Vị cựu phi công gây chú ý với vẻ ngoài lịch lãm, tự tin khi chia sẻ vốn trải nghiệm phong phú về những dịch vụ hạng sang của giới siêu giàu. Trên mạng xã hội, anh được biết đến với những thú vui xa xỉ như bộ sưu tập xe cổ, âu phục cổ điển có trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn là chủ sở hữu của một kênh top hơn 230.000 người theo dõi và Facebook với hơn 120.000 followers. Có thể thấy, Big Pilot Daddy là một doanh nhân giàu có và luôn khiến khán giả phải trầm trồ, tranh cãi mỗi lần chia sẻ về thú vui xa xỉ của giới tinh hoa. Chính những trải nghiệm độc đáo của bản thân đã giúp anh thu hút hàng triệu người xem chỉ sau thời gian ngắn.